Xin chào quý vị và các bạn đã đến với kênh Khám phá lịch sử. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về một nhân vật bí ẩn trong lịch sử Việt Nam, đó là Đề Nắm, thủ lĩnh đầu tiên của phong trào Yên Thế. Thật ra, tôi cũng mới chỉ nghe loáng thoáng về ông, không biết anh có thể chia sẻ thêm về cuộc đời và sự nghiệp của nhân vật này không? Chào Ngọc Mai và quý vị thính giả. Đề Nắm quả là một nhân vật đầy bí ẩn. Nhiều nhà nghiên cứu cả Pháp lẫn Việt đã bỏ ra hàng chục năm trời, nghiên cứu hàng vạn trang tài liệu mà vẫn chưa thể phát họa đầy đủ chân dung của ông. Ngay cả những thông tin cơ bản như năm sinh, quê quán cũng chưa có lời giải đáp cuối cùng. Thử tưởng tượng xem, một người sinh ra cách chúng ta gần hai thế kỷ, việc tìm hiểu về ông gian nan như thế nào. Thật sao? Nghe anh nói tôi càng thêm tò mò. Vậy theo anh, điều gì làm nên sự bí ẩn của đề nắm? Một phần là do tài liệu về ông không nhiều. Không giống như Hoàng Hoa Thám, để nắm mất sớm và hoạt động trong thời kỳ đầu của phong trào nên ít được ghi chép lại. Một phần khác có lẽ là do chính bản thân ông muốn giữ kín danh tính để dễ bề hoạt động. Mai có nghĩ vậy không? Cũng có thể lắm chứ. Tôi cứ tưởng đề nắm là người lãnh đạo duy nhất của phong trào yên thế. Hóa ra còn có cả đề sặt nữa. Mối quan hệ giữa hai người này như thế nào, thưa anh? Mối quan hệ giữa đề nắm và đề sặt rất đặc biệt. Họ là đồng chí, cùng nhau kề vai sát cánh chống giặc. Có tài liệu cho rằng đề sặt mới là chủ soái đầu tiên, sau đó đề nắm mới lên thay. Nhưng dù ai là chủ soái thì cả hai đều có đóng góp quan trọng cho phong trào. Tôi còn nghe kể, hai ông thân nhau như anh em ruột thịt vậy. Điều này thú vị quá. Vậy còn vai trò của đề thám trong giai đoạn này thì sao, thưa anh? Đề thám xuất hiện muộn hơn một chút. Ban đầu, ông hoạt động ở các vùng khác như Võ Giảng, Quế Dương. Sau đó, lực lượng của ông mới dần lui lên yên thế và hợp nhất với nghĩa quân của đề nắm. Đại hội Dĩnh Thép năm 1888 là một bước ngoặt quan trọng, đánh dấu sự hợp nhất của các lực lượng nghĩa quân dưới ngọn cờ Cần Vương. Lúc này, Bá Phước được cử làm tránh tướng, đề nắm là phó tướng, tả dực tướng quân và đề thám là phó tướng, hữu dực tướng quân. Wow, một sự kết hợp, lực lượng hùng hậu. Vậy còn về chiến thuật quân sự của đề nắm thì sao? tôi được biết ông là một người rất giỏi về chiến thuật du kích đúng vậy một trong những chiến thuật nổi bật của đề nắm là xây dựng hệ thống làng chiến đấu và đồn lũy kiên cố hãy tưởng tượng mỗi ngôi làng như một pháo đài thu nhỏ với tường tre dày đặc hào sâu đường đi quanh co quân pháp muốn tấn công vào thì vô cùng khó khăn tổn thất nặng nề chưa kể nghĩa quân còn có những đường mòn bí mật trong rừng chỉ có họ mới biết để dễ dàng rút lui hoặc phục kích Nghe như một mê cung vậy. Chắc hẳn quân Pháp đã gặp rất nhiều khó khăn khi đối đầu với chiến thuật này. Chính xác. Nhiều tài liệu của Pháp đã thừa nhận sự hiệu quả của hệ thống làng chiến đấu yên thế. Họ mô tả những ngôi làng này như những ổ đề kháng kiên cố, gây ra nhiều tổn thất cho quân Pháp. Có những trận đánh, quân Pháp dù đông đảo hơn, trang bị hiện đại hơn nhưng vẫn phải chịu thất bại trước sự phòng thủ kiên cường của nghĩa quân. Thật đáng khâm phục. Vậy còn hệ thống đồn lũy thì sao thưa anh? Đồn lũy cũng là một phần quan trọng trong chiến thuật của đề nắm. Ông đã cho xây dựng nhiều đồn lũy kiên cố ở những vị trí hiểm yếu như khám nghẻ, hố chuối để làm căn cứ, cất giữ lương thực, vũ khí. Những đồn lũy này được xây dựng rất công phu, kết hợp với địa hình tự nhiên, tạo thành những bức tường phòng thủ vững chắc. Có những đồn được ví như đồn của thần chết, khiến quân Pháp khiếp sợ. Đúng là đồn của thần chết. Vậy kết cục của đề nắm ra sao thưa anh? Đề nắm đã bị đề sặt đầu độc vào năm 1892. Cái chết của ông là một tổn thất lớn cho phong trào yên thế. Sau đó, đề sặt đã mang quân ra hàng Pháp. Sự phản bội này càng làm cho tình hình thêm rối ren, nhiều thủ lĩnh và nghĩa quân khác cũng lần lượt đầu hàng. Dù vậy, tinh thần chiến đấu của nghĩa quân yên thế vẫn không hề lụi tắt. Dưới sự lãnh đạo của đề thám, phong trào tiếp tục kéo dài đến tận năm 1913. Câu chuyện về Đề Nắm thật bi tráng. Cảm ơn anh đã chia sẻ những thông tin quý báo này. Qua câu chuyện hôm nay, tôi càng thêm khâm phục tài năng và lòng dũng cảm của những người anh hùng dân tộc như Đề Nắm. Quý vị thính giả thân mến, cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Hẹn gặp lại quý vị trong những số tiếp theo của Khám phá lịch sử. Cảm ơn Ngọc Mai và quý vị thính giả. Xin chào và hẹn gặp lại.